Tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta ở trong đất nước của chúng ta, Việt Nam và cũng như ở những nơi khác, và hãy đoàn kết lại với nhau qua cái danh của Chúa Christ là vua của chúng ta. Và đó mới là cái sức mạnh của chúng ta, hiểu chưa? Bắt buộc phải làm như vậy, hiểu không?